Trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em, con dân yêu dấu của Chúa trong Hội Thánh. Sáng hôm nay, như quý ông bà, anh chị em được biết, đó là ngày Thiếu Nhi Tin Lành. Và nhân ngày Thiếu Nhi Tin Lành, tôi muốn công bố lời của Chúa cho quý ông bà, anh chị em với đề tài, đó là đầu tư cho thế hệ tương lai. Căn cứ trên nền tảng của Kinh Thánh, sách Thi Thiên 78 từ câu 5 cho đến câu thứ 8 và câu gốc trong Thi Thiên 78 câu 5 và câu thứ 7 như quý ông bà anh chị em chúng ta vừa đọc. Và qua đề tài này, tôi muốn công bố cho quý ông bà anh chị em lời Chúa nhân ngày Thiếu Nhi Tin Lành qua hai phần. Thứ nhất, tôi nói đến tầm quan trọng của việc đầu tư cho thế hệ tương lai. Và phần thứ hai, cũng là phần cuối cùng, đó là hiệu quả khi biết đầu tư cho thế hệ tương lai. Đấy là hai phần chính mà chúng ta sẽ học trong ngày Thiếu Nhi Tin Lành sáng hôm nay, để khích lệ mỗi một người trong chúng ta là các con dân yêu dấu của Chúa trong Hội Thánh, nhất là quý vị phụ huynh là bậc làm cha làm mẹ, cũng như khích lệ Hội Thánh để chúng ta luôn quan tâm đầu tư chẳng những đúng mức nhưng mà hết mức cho thế hệ trẻ, nhất là mầm non trong Hội Thánh, các con em chúng ta là các thiếu ấu nhi trong Hội Thánh, để các con cháu của chúng ta từ lúc còn nhỏ nhận biết Chúa, lớn lên được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống của Ngài và sẽ trở thành những người hữu dụng trong nhà Chúa và xã hội. Bây giờ tôi lướt qua phần thứ nhất, nói về tầm quan trọng của việc đầu tư cho thế hệ tương lai. Đọc Kinh Thánh, quý ông bà anh chị em sẽ nhận thấy rằng Kinh Thánh dạy chúng ta phải nghĩ đến tương lai và đầu tư cho thế hệ tương lai. Lãnh tụ Môi-se đã nghĩ đến thế hệ tương lai. Trong sách Phục Truyền Lược Lệ Ký có ít nhất 4 lần lãnh tụ Môi-se đã nhắc và nhấn mạnh tương lai của dân Israel trong đất hứa tùy thuộc vào thái độ và cái cách tiếp cận của họ đối với con cái của mình. Trong Phục Truyền đọc 11 câu 9 thì chép như thế này: hầu cho các ngươi sống lâu ngày trên đất mà Jehovah đã thề ban cho tổ phụ các ngươi và cho dòng dõi của họ, tức là xứ đượm sữa và mật. Những điều đó họ có thể hưởng được, đó là kết quả khi họ biết vâng theo luật pháp, mệnh lệnh, điều răn chứng cớ của Chúa. Như Phục Truyền đoạn 11-21 chép như thế này: hầu cho những ngày của các ngươi và con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất. Để họ có thể sống ở trên đất hứa mà Chúa ban cho họ như những ngày trời trên đất, thì họ phải biết nuôi dạy con của mình để con cháu của họ lớn lên trong con đường kính sợ Chúa, giữ gìn điều răn luật pháp, mạng lệnh, chứng cớ của Chúa, để họ có thể sống phước hạnh trên đất hứa, đất đượm sữa và mật mà Chúa đã thề hứa ban cho họ. Môi-se truyền cho người Israel phải quan tâm và ân cần dạy dỗ con cái của mình trước khi dân Israel bước vào nơi xứ Canaan đượm sữa và mật. Thì qua lãnh tụ Môi-se, lời của Chúa đã truyền cho dân sự như thế này: khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái người, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà
hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Tức là các con dân Israel, bậc làm cha làm mẹ, phải dạy, không phải chỉ dạy mà phải ân cần dạy dỗ điều đó, tức là luật pháp, mạng lệnh, điều răn của Chúa cho con cái của mình, hầu cho chúng nó có thể cứ tiếp tục bước đi trong con đường kính sợ Chúa, và qua đó họ sẽ được hưởng được xứ đượm sữa và mật, tức là đất hứa, cách lâu dài. Bằng không hay là ngược lại thì họ sẽ đánh mất cái phước hạnh đó. Và mở đầu cho mạng lệnh này là lời chỉ dẫn và lời hứa ban phước của Chúa nếu họ vâng theo, như Phục Truyền đoạn 6 câu 3: hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Đấy là điều chúng ta thấy lãnh tụ Môi-se quan tâm đến cái thế hệ tương lai và kêu gọi dân sự của Chúa phải biết đầu tư cho cái thế hệ tương lai bằng cách là họ phải ân cần dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời cho thế hệ tương lai đó, hầu cho thế hệ tương lai được nhận biết Chúa và qua đó sẽ cứ tiếp tục hưởng phước hạnh của Ngài những ngày trời trên đất ở tại nơi xứ đượm sữa và mật, tức là đất hứa mà Ngài đã thề hứa ban cho chính họ. Và đọc Kinh Thánh thì quý ông bà anh chị em cũng thấy lãnh tụ Môi-se vâng theo lệnh Đức Chúa Trời để thiết lập lễ vượt qua, để kỷ niệm về sự giải phóng của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài, giải phóng họ ra khỏi Ai Cập nhà nô lệ, để ban cho họ được hưởng xứ đượm sữa và mật, tức là đất hứa. Mục đích mà Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se thiết lập lễ vượt qua để làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, mục đích của việc thiết lập lễ vượt qua là để dạy cho thế hệ con cháu trong tương lai về quyền phép của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc trong Sách Giê-tô Ký chương 12 câu 26 cho đến câu 27 thì chúng ta thấy điều đó. Khi con cháu các ngươi hỏi rằng lễ này là nghĩa chi, hãy đáp rằng ấy là của tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Và khi Ngài hành hại xứ Ai Cập thì Ngài đi vượt qua các nhà Israel và cứu nhà chúng ta đó. Chúa truyền lệnh cho Môi-se thiết lập lễ vượt qua với mục đích là để dạy cho thế hệ con cháu biết được việc quyền năng của Chúa khi Ngài đã giải phóng dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập nhà nô lệ để ban cho họ xứ đượm sữa và mật. Và khi bước vào nơi đất hứa, họ phải biết tuân giữ điều đó, phải thiết lập và giữ cái lễ vượt qua để nhắc cho con cháu, để khi con cháu hỏi lễ này có nghĩa chi thì trả lời ấy là lễ kỷ niệm về việc Ngài đã hành hại xứ Ai-cập và Ngài đã vượt qua các nhà Israel và cứu nhà của họ. Đấy là điều mà Chúa truyền cho Môi-se thiết lập lễ vượt qua. Thế thì lãnh tụ Môi-se quan tâm đến thế hệ tương lai. Rồi đọc Kinh Thánh quý ông bà anh chị em cũng thấy lãnh tụ Giô-se là người tiếp nối. Môi-se cũng nghĩ đến thế hệ tương lai. Nếu đọc trong Giô-se đoạn 4 câu 1 đến câu 7 thì quý ông bà anh chị em có thể nhận ra điều đó. Ông Giô-se vâng lời Chúa, ông đã dựng lên 12 viên đá lấy từ lòng sông Giô-đan để làm gì? Để ghi nhớ điều Đức Chúa Trời đã làm tại đó. Và mục đích trong việc làm điều đó có nghĩa gì? Một trong những lý do chính của việc này là để dạy cho các thế hệ con cháu tương lai về việc Đức Chúa Trời quyền năng đã làm việc lớn lao cho họ khi Ngài đã rẽ nước sông Giô-đan để đưa dân sự bước vào đất hứa
Và đó là điều mà chúng ta thấy mục đích mà Chúa đã truyền dặn cho Giô-sê để lấy 12 viên đá lấy từ lòng sông Giô-đan đem lên dựng ở trên bờ đó, để khi các con cháu của họ thấy điều đó hỏi thì họ có dịp để họ cho biết được cái quyền năng việc mà Đức Chúa Trời đã làm đối với dân sự của Ngài. Như Giô-sê đoạn 4 câu 6 câu 7 thì chép như thế này: hầu cho điều đó làm một dấu giữa các ngươi, về sau khi con cháu các ngươi hỏi rằng những hòn đá này có nghĩa chi, thì hãy đáp rằng ấy là nước sông Giô-đanh đã rẽ ra trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va khi hòm đi ngang qua sông Giô-đanh, thì nước sông bèn rẽ ra, các hòn đá này dùng cho dân Israel làm kỷ niệm đời đời. Thế thì chúng ta thấy Giô-sê cũng quan tâm cho cái thế hệ tương lai. Và đọc trong Thi Thiên thì chúng ta thấy tác giả Thi Thiên cũng nghĩ đến thế hệ tương lai. Trong phần Kinh Thánh làm nền tảng cho bài giảng của tôi trong sáng hôm nay, thì ở trong Thi Thiên 78 từ câu 1 đến câu 8 và trong câu 5 cho đến câu thứ 8 thì ghi như thế này: Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia-cốp, định luật pháp trong Israel, truyền dạng tổ phụ chúng ta phải dạy nó lại cho con cháu mình, hầu cho dòng dõi hậu lai, tức là con cái sẽ sanh, được biết những điều đó, rồi phiên chúng nó truyền lại cho con cháu mình, hầu cho chúng nó để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài, song gìn giữ các điều răn của Ngài, để chúng nó chẳng như tổ phụ mình là một dòng dõi cố chấp phản nghịch, chẳng dọn lòng cho chính đáng, có tâm thần không trung tín cùng Đức Chúa Trời. Tác giả Thi Thiên cũng nghĩ đến thế hệ tương lai, và ông cũng đã ghi ra những điều đó để tất cả những bậc phụ huynh, bậc làm cha làm mẹ biết quan tâm đến các con cháu của mình, và cứ dòng dõi này, thế hệ này cứ truyền đạt những điều quyền năng lớn lạ mà Chúa đã làm giữa vòng dân sự của Chúa, để thế hệ kế tiếp biết luôn luôn kính sợ Đức Chúa Trời, đi trong đường lối của Ngài, hầu cho họ cứ tiếp tục được phước. Đấy là điều chúng ta thấy. Và khi viết Thi Thiên 78 đó, thì trong câu thứ tư đó, thì tác giả Thi Thiên 78 đã hứa không giấu các thiếu nhi lời của Chúa. Ông đã ghi như thế này: bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai những sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyền năng Ngài và công việc lạ lùng mà Ngài đã làm. Quý ông bà anh chị em và tôi có giống như vậy không? Chúng ta có thuật lại cho con cháu của chúng ta những việc lớn lao quyền năng mà Chúa đã thực hiện trong việc giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của tối tăm để đưa chúng ta vào nước sáng láng của Ngài không? Những việc quyền năng của Ngài đã thực hiện trên hội thánh của Chúa, chúng ta có quan tâm, có đầu tư để thì giờ để có thể thuật lại ân cần dạy dỗ cho con cái của chúng ta những điều mà Chúa truyền dặn và những việc năng quyền phép lạ lớn lao mà Ngài đã thực hiện ở giữa thế giới này, giữa hội thánh của Ngài và trong chính cuộc đời của chúng ta không? Và tác giả Thi Thiên 78 đã làm điều đó với mục đích là hầu cho dòng dõi hậu lai sẽ biết những điều đó, hầu cho chúng nó để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Thi Thiên 78 câu 6 câu 7. Và với lời cầu nguyện và ước mong dòng dõi hậu lai chẳng như tổ phụ mình là dòng dõi cố chấp phản nghịch, chẳng dọn lòng cho chánh đáng, có tâm thần không trung tín cùng Đức Chúa Trời. Nếu ngày nay chúng ta không thuật lại, không ân cần dạy dỗ những điều mà Chúa đã làm, mà chúng ta đã đọc và thấy được ở trong Kinh Thánh, trong lịch sử dân Israel và trong kinh nghiệm của cuộc đời của chúng ta, thì làm sao các con cháu của chúng ta nó có thể được biết Chúa, quyền năng,
để nó có thể hết lòng kính sợ Chúa, bước đi trong đường lối của Chúa để chúng nó được phước. Chúng ta cần phải để thì giờ nhiều, nhiều, rất nhiều để đầu tư về việc quan trọng này. Và đây là điều mà chúng ta cần phải làm để rồi khi thế hệ của chúng ta qua đi, thế hệ nối tiếp, đây là thế hệ đã được nuôi dưỡng bởi lời Đức Chúa Trời, biết kính sợ Chúa, và chúng nó sẽ cứ tiếp tục bước đi trong con đường kính sợ Chúa để tiếp nối cho chúng ta trong công việc hội thánh của Ngài nếu Chúa Giê-xu chưa tái lâm. Và điều thứ hai trong phần thứ nhất, tầm quan trọng của việc đầu tư cho thế hệ tương lai. Chẳng những Kinh Thánh dạy chúng ta phải nghĩ đến tương lai và đầu tư cho thế hệ tương lai, nhưng đầu tư cho thế đời sống hiện tại và tương lai của các thiếu ấu nhi trong hội thánh là một việc đầu tư vô cùng khôn ngoan. Quý ông bà anh chị em biết, đa số các tổ chức ở đời đều nhận thấy tầm quan trọng của việc dạy dỗ niềm tin cho trẻ em. Trong lịch sử, nếu chúng ta nghiên cứu thì quý ông bà anh chị em sẽ thấy có những điển hình tiêu cực về những con người, những lãnh tụ độc tài, họ gieo rắc cái tư tưởng của họ cho trẻ em. Chẳng hạn như là Hitler, chẳng hạn như là Stalin và Mao Trạch Đông. Họ đã gieo vào tư tưởng của những con trẻ về những tư tưởng lệch lạc của họ để điều khiển cái trẻ nhỏ từ lúc còn nhỏ để lớn lên nó có thể đi theo cái chủ thuyết của họ. Đây là điều chúng ta thấy người đời họ vẫn nhận thấy tầm quan trọng của việc dạy dỗ niềm tin cho trẻ em ngay từ lúc còn nhỏ để uốn nắn họ theo cái chủ nghĩa, theo cái chủ thuyết của họ. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta biết điều này vô cùng quan trọng cho quý ông bà anh chị em. Đầu tư cho đời sống hiện tại và tương lai của các em thiếu nhi, ấu nhi là một sự đầu tư vô cùng khôn ngoan, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi thích lời nói của Quảng Trọng, là chính trị gia, ông cũng là nhà quân sự và nhà tư tưởng Trung Quốc vào thời Xuân Thu, tức là 685 trước Chúa. Ông nổi tiếng với một cái chiến lược đó, không đánh mà thắng, mà người Trung Hoa gọi đó là diễn biến hòa bình. Đó là tấn công bằng mưu trí, trừng phạt và dùng kinh tế để giáo huấn. Và Quảng Trọng đã viết trong sách Quân Tử những lời chí lý nổi tiếng như thế này: nhất niên chi kế, mạc như thủ cốc. Có nghĩa là kế một năm không gì bằng trồng lúa. Thập niên chi kế, mạc như thủ mộc. Kế 10 năm không gì bằng trồng cây. Và chung thân chi kế, mạc như thụ nhân. Tức là kế trọn đời không gì bằng trồng người. Trồng người hay là đào tạo huấn luyện con người là điều vô cùng quan trọng trong việc xây dựng một đất nước. Và việc trồng người cũng là điều vô cùng quan trọng trong việc để gây dựng và phát triển hội thánh. Và nếu người thế gian họ đã hiểu cái tầm quan trọng của việc uốn nắn trẻ em và những người trẻ tuổi trong việc tạo lập tương lai, hay nói như đề tài sáng hôm nay tôi nói, họ biết đầu tư vào những việc đó vì họ thấy đó là điều quan trọng, thế thì tôi và quý ông bà anh chị em, con dân của Chúa trong hội thánh, chúng ta lại thường bỏ qua cơ hội vô cùng quý báu này. Trồng người hay là đào tạo huấn luyện con người là điều vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và phát triển hội thánh, cũng như đối với ngày xã hội, đó là điều vô cùng quan trọng trong việc xây dựng đất nước và phát triển đất nước. Cho nên chúng ta nghe cái câu nói này rất là quen, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Việc đào tạo huấn luyện thiếu nhi trong hội thánh là việc quan trọng hơn cả việc huấn luyện con người thuộc về đời này. Bởi vì việc huấn luyện đào tạo hay là đầu tư cho việc đào tạo huấn luyện con người thuộc đời này
nó chỉ có giá trị tạm thời. Nhưng mà việc đào tạo huấn luyện một con người ở trong Chúa, nó trong hội thánh đó, nó có giá trị đời đời, thưa quý ông bà anh chị em. Và tôi đã học được một cái câu rất hay cũng dựa trên cái ý tưởng này, nhưng mà nó đi sâu hơn một chút về thuộc linh. Câu nói như thế này: nếu tính cho một năm thì trồng gì quý ông bà anh chị em? Trồng lúa, phải không? Rồi nếu tính cho 10 năm thì hãy trồng gì? Trồng cây. Nếu tính cho 100 năm thì hãy trồng trồng người. Nhưng mà nếu tính cho đời đời thì trồng cái gì, thưa quý ông bà anh chị em? Nếu tính cho đời đời thì hãy trồng lời Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Là con dân của Chúa, là quý vị phụ huynh trong hội thánh, mỗi chúng ta cần phải hết sức, hết mức đầu tư cho thế hệ tương lai bằng cách trồng lời Chúa cho con cái của mình. Đầu tư hết lòng đến việc trồng lời Chúa là lời cứu được linh hồn, như Gia-cơ đoạn 1, 21 phần B, là lời có năng lực đào tạo nên người khôn ngoan để tiếp nhận ơn cứu rỗi do đức tin nơi Chúa có thể về xuống, như Tê-mô-thê thứ 2 đoạn 3 câu 15: và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con thế nào? Khôn ngoan để được gì? Được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên chúng ta cần phải trồng lời Chúa cho các con em của chúng ta, các thiếu ấu nhi trong hội thánh. Chúng ta phải luôn quan tâm đến các thiếu ấu nhi để gây dựng các con em của chúng ta có lời Chúa, được trồng lời Chúa từ lúc còn thơ. Như lời Chúa trong Châm Ngôn 22 câu 6: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Để chúng ta có thể góp phần trong mọi việc mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời ở trên thế gian này, để góp phần trong việc mở mang hội thánh của Chúa. Nhưng tiếc thay, chúng ta đã không đầu tư, hoặc là có đầu tư nhưng mà đầu tư không đúng mức và không hết mức trong việc đào tạo và huấn luyện các con nhỏ ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường quan tâm đến những người lớn, giống như các môn đồ của Chúa, khi người ta đem các con trẻ đến cùng Ngài thì họ ngăn trở, họ coi cái việc Chúa Giêsu tiếp xúc với những đứa nhỏ là điều không quan trọng. Họ đang thảo luận về việc ly hôn, họ cho rằng đây là cái đề tài hấp dẫn và họ cần phải biết cái điều này mà hỏi Chúa, và họ không quan tâm đến con trẻ, họ ngăn trở. Và Chúa Giêsu đã quở trách họ rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng nó, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Ngày nay chúng ta có quan tâm đúng mức, có đầu tư đúng mức cho thế hệ trẻ không? Quý ông bà xem có ân cần dạy dỗ lời của Chúa cho con cái của mình trong gia đình không? Hay là chúng ta mỗi ngày cứ lo làm ăn, chúng ta cố gắng để kiến tạo cho mình có một cái gia sản thuộc đời này, nhưng mà đánh mất cái gia sản thuộc linh quý báu nhất? Con cái là phần thưởng, con cái là cơ nghiệp mà Đức Giê-hô-va ban cho. Mà nếu chúng ta không đầu tư đúng mức trong cái việc này thì con cái sau này nó lớn lên, nó sẽ làm cho chúng ta không phải là con cái là cơ nghiệp, mà nó sẽ làm cho chúng ta sạc nghiệp, thưa quý ông bà anh chị em. Đấy là điều chắc chắn mà thôi. Điều thứ hai, hiệu quả khi hội thánh biết đầu tư cho thế hệ tương lai. Khi chúng ta biết đầu tư cho thế hệ tương lai thì sẽ lưu truyền được một dòng dõi biết kính sợ Chúa, một dòng dõi biết gìn giữ điều răn của Chúa, một dòng dõi để lòng trông cậy nơi Chúa. Trong Thi Thiên 78 câu 7 đến câu 8, đó là câu gốc. Và tôi mong rằng quý ông bà anh chị em hãy học thuộc hai câu kinh thánh này để ghi nhớ lời của Chúa, hầu cho chúng nó để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài,
song gìn giữ các điều răn của Ngài, để chúng nó chẳng như tổ phụ mình là một dòng dõi cố chấp phản nghịch, chẳng dọn lòng cho chính đáng, có tâm thần không trung tín cùng Đức Chúa Trời. Và trong câu gốc của chúng ta đó, Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia-cốp, định luật pháp trong Israel, truyền giảng tổ phụ chúng ta phải dạy nó cho con cháu mình, hầu cho chúng nó để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài, song gìn giữ các điều răn Ngài. Đây là lời Chúa, đây là mạng lệnh Chúa truyền. Mà nếu quý ông bà cho muốn con cái của mình nó để lòng trông cậy nơi Chúa, thì mọi người Israel ai nấy đều đi vào sản nghiệp mình, đang nhận lấy sứ. Dân sự phục sự Đức Giê-hô-va trọn đời Giô-suê, và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê, là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì Israel. Đoạn Giô-suê con trai Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110. Người ta chôn người tại địa phận về sản nghiệp người, tại Thim-nát-hê-ra trên núi Ê-phraim về phía bắc núi Ga-ách. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bây giờ dân sẽ lên làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của Ba-an, bỏ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai-cập. Họ tin theo các thần khác của các dân tộc chung quanh, quỳ lạy các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy chúng nó lìa bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba-an ác tại thế. Khi Giô-sê kính sợ Chúa đã qua đời, và các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-sê đã qua đời, họ là những người đã thấy các công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm vì cớ dân Israel. Rồi khi những người đó qua đời, tức là cái thế hệ đó qua đời, một đời khác nổi lên, tức là thế hệ kế tiếp, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Rồi họ trở lại làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời là chân thần, thờ lại thần Ba-an và ác tạc tê. Và Chúa đã nổi cơn giận họ, khiến những kẻ thù nghịch chung quanh dấy lên, làm cho họ đau khổ, bởi vì có họ đã lìa bỏ Chúa, Chúa hình phạt họ. Và tại sao các thế hệ khác nổi lên mà lại lìa bỏ Chúa như vậy? Bởi vì cái thế hệ trước đó đã không dạy lời của Chúa, gieo trồng lời của Chúa, thuật lại những việc lớn lao mà Ngài đã làm cho dân sự của Ngài. Khi họ bước vào trong xứ điểm sữa và mật, họ chỉ chí cốt để làm giàu, thâu đoạt để có tài sản, nhưng mà họ lãng quên một việc vô cùng quan trọng để họ có thể cứ tiếp tục được phước trong đất hứa, đó là khi họ dạy dỗ con cái mình, thế họ kế tiếp biết kính sợ Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta thấy đây là một trang sử đau buồn. Và đó cũng có thể xảy ra cho mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay. Nếu ngày hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em không quan tâm đến thế hệ trẻ, các thiếu ấu nhi trong hội thánh, rồi khi những người kính sợ Chúa trong thế hệ chúng ta qua đời đi, nó không được nuôi dạy, không biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời là ai, thế là nó bị lôi cuốn theo thế gian tối tăm này, chạy theo đời này, đánh mất linh hồn của nó, và hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ trở nên tàn hại, mà ma quỷ ngày nay nó đang tấn công vào cái chỗ đó. Có nhiều khi vì cơm áo gạo tiền, chúng ta để quá nhiều thì giờ lo cho những việc chỉ có giá trị tạm thời trên đời này mà thôi, mà không quan tâm đến cái gia sản thuộc linh, cái cơ nghiệp quý báu, phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta, đó là con cháu của chúng ta. Và xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em để chúng ta thấy điều này. Hầu qua đó, những con cháu chắc chúc chích của chúng ta, cái thế hệ tương lai nó lớn lên, nó nhận biết Chúa và trở nên những môn đồ trung tín của Chúa,
để rồi được phước. Quý ông bà cho em hãy nhìn vào họ thánh bên Tây Phương. Ngày nay họ đã sa bại một cách trầm trọng, lâm một tình trạng, vào một tình trạng rất là đau buồn. Nhà thờ thì to đùng, nhưng mà số tín hữu hàng Chủ nhật đến nhà thờ rất ít, và chỉ có những người già, mà cái thế hệ trẻ, thanh niên, thiếu nhi, ấu nhi đó, hầu như nó vắng bóng. Tại sao như vậy? Đây là điều chúng ta cần quan tâm. Nếu hội thánh của Chúa trên đất nước Việt Nam này mà không quan tâm cho thế hệ tương lai, thì trong tương lai hội thánh của Chúa tại Việt Nam cũng sẽ đi đến cái tình trạng như hội thánh của Chúa bên Tây Phương. Những ngôi nhà thờ đó bị bán đi, mà người ta nói rằng có hàng ngàn nhà thờ như vậy bán đi để làm rạp chiếu phim, để làm đền thờ của người Hồi giáo và quán bar. Đây là điều rất là đau buồn. Khi tôi còn hầu vị Chúa với vai trò là ủy viên tổng liên hội, chuyên trách ủy ban thanh thiếu nhi, tức là lo cho thế hệ trẻ, tôi đi khắp các tỉnh thành, và đến đâu tôi cũng lưu ý về cái điều này. Nếu chúng ta không quan tâm đến thế hệ trẻ, đầu tư đúng mức cho thế hệ trẻ, thì chẳng bao lâu nữa, thưa quý ông bạn cho em, 5-10 năm tới nữa, hội thánh của Chúa tại Việt Nam sẽ lâm vào tình trạng như hội thánh bên Tây Phương. Xin Chúa giúp đỡ cho để hội thánh của Chúa tại đây, chúng ta đầu tư cho thế hệ tương lai, những con em của chúng ta nó được lớn lên, và đầu tư hết mức để gieo trồng lời của Chúa cho con cháu của chúng ta, để khi chúng nó lớn lên không hề lìa bỏ Đức Chúa Trời. Nó biết những việc quyền năng của Ngài, biết lời của Ngài, và bước đi trong đường lối của Chúa để đời sống chúng nó được phước, và thế hệ tương lai con cháu chắc chúc chích của chúng ta nó thật sự hưởng phước lành của Ngài. Và hiệu quả của việc hội thánh biết đầu tư cho thế hệ tương lai đó là đào tạo nên những con người có ảnh hưởng và tác động trên xã hội mai sau. Đọc trong Kinh Thánh, quý ông bạn cho em thấy có một vài ví dụ điển hình về những thiếu nhi được dạy dỗ trong con đường kính sợ Chúa từ lúc còn thơ, còn nhỏ, lúc tuổi trẻ. Và khi trưởng thành thì những con người đó đã ảnh hưởng và tác động trên cái xã hội mà họ đang sống. Chẳng hạn như ông Joseph kính sợ Chúa. Và Joseph dầu gặp lận đận lao đao trong cuộc đời của mình, nhưng mà cuối cùng Joseph đã trở nên gì? Tể tướng của Ai Cập, ảnh hưởng trên xã hội, là lãnh đạo sau Pharaoh mà thôi, lãnh đạo dân Ai Cập, trở nên ảnh hưởng trên xã hội Ai Cập lúc bây giờ. Rồi chúng ta thấy một David kính sợ Đức Chúa Trời, và ông được nuôi dưỡng trong con đường kính sợ Chúa và luật lệ điều răn của Chúa. Và David đã trở nên vua của Israel, là một người đẹp lòng Chúa. Rồi chúng ta thấy một Daniel khi còn trẻ tuổi phải bị bắt lưu đày tại Babylon, xa lìa quê cha đất tổ của mình, gia đình của mình, nhưng mà ông luôn sống kính sợ Chúa và trở nên người ảnh hưởng trên đế quốc Babylon, sau đó cả đế quốc Ba Tư nữa. Quý ông bạn cho em thấy ông kể như là làm thủ tướng của đế quốc, như chúng ta đã đọc Kinh Thánh chúng ta biết. Rồi một Timôthê chịu ảnh hưởng, được nuôi dạy từ Lois, bà ngoại của mình, và Ơnít. Và Timôthê được biết Kinh Thánh từ lúc còn thơ, và sau này trở thành một mục sư tiếp nối chức vụ của sứ đồ Phaolô. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Có người đã nói câu như thế này: cái bàn tay đưa đẩy chiếc nôi là cái bàn tay lèo lái con thuyền thế giới. Phải không thưa quý ông bà anh chị em? Bàn tay đưa đẩy chiếc nôi là bàn tay lèo lái con thuyền thế giới. Đứa bé nằm trong nôi đó biết đâu ngày mai này, tương lai, nó sẽ trở nên lãnh đạo của đất nước, sẽ là thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, vân vân, hoặc là nó trở tên hội trưởng, mình đâu biết được.
và tương lai nó sẽ đến. Và nếu chúng ta đầu tư đúng mức, nó sẽ trở thành những con người, nếu Chúa dùng, nó ảnh hưởng trên xã hội và sẽ đem đến điều tốt lành cho xã hội mà nó đang sống. Tôi có đọc ở trong cái quyển sách cũng về thiếu nhi đó, quyển đó có nhan đề đó là Vì sao phải giảng tin lành cho trẻ em. Thì tác giả của quyển sách này đã đặt cái tựa đề của chương thứ hai của mình như thế này: Tương lai nằm trong tay các em. Điều đó đúng không thưa quý ông bà anh chị em? Đúng. Tương lai đó nằm trong tay các em. Bởi vì các em thiếu nhi sẽ là những người lãnh đạo đất nước. Các em thiếu nhi ngày hôm nay, nó sẽ thành những người lãnh đạo hội thánh trong tương lai. Mà nếu chúng ta không đào tạo, đầu tư đúng mức, thì chắc chắn chúng ta rất là khó để thấy những cái người lãnh đạo tốt. Và trong khi ở bên ngoài đó, người ta đầu tư để có những cái con người lãnh đạo tương lai, và những cái con người đó họ hướng dẫn họ theo cái chủ nghĩa, chủ thuyết của họ, và nó có thể làm cho những điều tác hại đến hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta cần phải làm điều này. Trong trang thứ 17 của sách Minh Tâm Bụi Giám đó, thì có ghi lại lời của Tư Mã Ôn Công, ông giáo huấn con cháu của mình những cái lời như thế này: Tích kim dĩ di tử tôn. Tích kim có nghĩa là chứa vàng đó, hay là tiền, hay là của cải đó, dĩ di tử tôn, để dành cho con cháu đó. Tử tôn vị tất năng thủ, con cháu nó không có giữ được. Tích thư dĩ di tử tôn, chứa sách để lại cho con cháu đó. Tử tôn vị tất năng đọc, con cháu nó cũng có không đọc được. Bất như tích âm đức, không bằng chứa cái đức đó. U minh minh chi trung, trong cái cõi mờ mờ không thấy được đó. Tử tôn trường cửu chi kế, đó là cái chế lâu dài cho con cháu. Người xưa khuyên chứa âm đức, tức là cái công đức kính mà người ta không thấy được. Người xưa khuyên chứa âm đức đó, đó là cái trường cửu chi kế, đó là cái kế lâu dài đó cho con cháu của mình. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, là cơ đốc nhân, chúng ta nên chứa đức tin. Chúng ta nên chứa đức tin và việc làm của đức tin lại cho con cháu của mình, để con cháu của mình kính sợ Chúa. Cũng như Abraham đã sống đức tin và duy trì cái đức tin con cháu của mình đó, Isaac và Jacob cũng có một cái đức tin như vậy. Hoặc là Lois Ernest đã lưu truyền cái đức tin của mình cho Timothy. Xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em, để chúng ta đầu tư và chứa cái đức tin và hành động của đức tin, dạy dỗ con cái của mình sự kính sợ Chúa. Đó là điều quý nhất hơn cả bạc vàng. Đó là biết lo cái tương lai cho dòng dõi của mình. Và đó mới là có giá trị đời đời, thưa quý ông bà anh chị em. Và kết lại, thì tôi xin hỏi như thế này: chúng ta thì ngày nay như thế nào? Quý ông bà anh chị em, con cái của Chúa ở đây có nghĩ đến thế hệ tương lai, có đầu tư hết mức cho thế hệ tương lai không? Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em qua bài học sáng nay, nhân ngày thiếu nhi tin lành, để ai nấy trong chúng ta biết điều quan trọng nhất mà chúng ta cần nên làm cho con cháu của mình. Không phải là để cho nó có xe hơi, nhà lầu, rồi vàng bạc, của cải, giàu có, nhưng mà để cho nó cái đức. Mà cái đức tôi muốn nói ở đây là cái đức tin và hành động của đức tin, cũng như sự kính sợ Chúa trong đời sống của nó. Đó là một người khôn ngoan để có thể xây dựng gia đình của mình, lưu truyền dòng dõi của mình một cách tốt đẹp, và cũng góp phần trong việc xây dựng phát triển hội thánh một cách tốt nhất, để danh thánh của Chúa được vinh hiển. Amen.